Wow, đây các bạn ơi. Một em chó này rất chi là to luôn nhá các bạn. Ô, nó đang sống các bạn ơi. Wow. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Wow, bây giờ mình làm như thế nào để bắt được nó đây ta? Wow, nó hung quá các bạn. Wow, đây các bạn ơi. Wow. Quá ok luôn nhá em này nhá. Giờ mình sẽ cho em nó vào túi đó các bạn ạ. Wow. Wow. Nó hung quá các bạn ạ. Em này mình nghĩ chắc vừa mới dính thôi các bạn ạ. Nên nó mới hung như thế này nhá. Ok rồi các bạn ơi. Wow, sướng rồi nhá các bạn nhá. Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Trẻ Tây Bắc của mình. Hôm nay mình xin mời các bạn tiếp tục đi đặt bẫy với mình nhé các bạn nhé. Lúc sáng các bạn, mình có đi ra xem vườn sắn này, bị con chuột nó phá quá các bạn ạ. Nên bây giờ mình quyết định mình đi đặt bẫy xem có trúng không các bạn nhé. Bởi vì mấy con chuột này nó phá quá các bạn. Các bạn xem video ủng hộ cho mình bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi đặt bẫy nhé. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi lên vườn sắn phía bên trên này để đặt bẫy nhé các bạn. Mình thấy phía bên trên vườn sắn này con chuột nó phá rất chi là nhiều luôn các bạn ạ. Đây các bạn này, mình thấy chỗ này có một đường nó đi rất chi là đẹp luôn nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt một cái bẫy ở chỗ này xem thành quả như thế nào nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đặt một cái ở đây nhé. Đây các bạn ơi, mình đã đặt xong một cái ở chỗ này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến tìm những địa điểm khác mình đặt tiếp nhá. Ủa, các bạn ơi, đây chỗ này nó mới ăn đây các bạn. Đây rất chi là mới luôn nhá các bạn nhá. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây có dấu của nó ăn đang mới luôn nhá. Mình sẽ tìm đường của nó và mình đặt nhé các bạn nhé. Mình thấy đường của nó bên này rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt một cái ở chỗ này nhé. Đây các bạn này, mình sẽ đặt một cái ở chỗ này nhé các bạn nhé. Ở chỗ này nó có một cái ngã ba các bạn ạ. Mình sẽ đặt ở đây luôn nhé. Chỗ ngã ba này là chỗ như kiểu chỗ trung tâm nó đấy các bạn.
Đây các bạn ơi, mình đã đặt xong rồi nhá. Bây giờ mình tiếp tục đi nhá các bạn nhá. Đây mình sẽ đi vào xem chỗ này xem có đường của nó đi không các bạn nhá. Wow, phía bên trong này nó bơi cũng rất nhiều luôn các bạn ạ. Bây giờ mình xin tạm dừng video và mình vào đặt đó các bạn ạ. Bởi vì phía bên trong này mình không thể mang máy vào được các bạn nhé. Bởi vì nó bơi rầm quá nữa. Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin mời tất cả các bạn cùng đi thăm bầy với mình nhé các bạn. Bầy hôm qua mình đi đặt đây các bạn ạ. Hôm nay mình mới đi thu bầy nhé các bạn nhé. Hôm nay mình xin mời tất cả các bạn theo chân mình đi thu bầy xem thành quả như thế nào nhé. Có dính con chuột nào không các bạn nhé. Để bây giờ mình sẽ đi qua bên này để thu bầy đây các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi lên chỗ này để thu bầy nhé. Quả mình có đặt mấy cái ở chỗ này đấy các bạn. Đây, hôm qua mình có đặt một cái ở phía bên này ấy. Không biết có sinh em nào nữa không đây. Ở chỗ nào ta? Ở đây hôm qua mình đặt ở chỗ này các bạn ạ. Wow, đây các bạn ơi, dính một em đây rồi nhá. Đây các bạn. Đây nhá. Ok rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho em nó vào túi nhá. Wow. Đây bây giờ mình sẽ đi tiếp qua phía bên này nhá các bạn. Đi qua phía bên này các bạn ạ. Ở đây các bạn ơi, chỗ này dính một em rồi nhá. Đây các bạn. Các bạn ơi, ok rồi các bạn ạ. Hai em rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi qua phía bên này xem tiếp nhá các bạn. Ui. Wow, đây các bạn ơi. Một em chỗ này rất chi là to luôn nhá các bạn. Nó đang sống các bạn ơi. Wow. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Wow, bây giờ mình làm như thế nào để bắt được nó đây ta? Wow, nó hung quá các bạn. Wow, đây các bạn ơi. Wow. Wow, ok luôn nhá em này nhá. Bây giờ mình sẽ cho em nó vào túi đó các bạn ạ. Wow, nó hung quá các bạn ạ. Em này mình nghĩ chắc vừa mới dính thôi các bạn ạ. Nên nó mới hung như thế này nhá. Ok rồi các bạn ơi. Wow, sướng rồi nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi lên phía bên trên này.
Không biết hôm qua mình đặt những chỗ nào mình không nhớ rõ nữa các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, nay ở chỗ mình hơi lạnh nhá các bạn, nên mình đi đặt như thế này cũng rất chi là lạnh luôn các bạn ạ. Đây một cái chỗ này không sập các bạn ạ. Wow, cái chỗ này sập mà không dính các bạn ơi. Đây các bạn. Đây, cái này nó sập mà không dính nhá. Cái ở đây chỗ này cũng không sập các bạn. Wow. Chỗ này có một cái đây. Wow, đây các bạn ơi. Chỗ này cũng dính một em rất chi là bự luôn nhá. Hình như cũng đang sống các bạn ạ. Wow, không. Em nói đã. Được các bạn nhá. Đây. Một em chỗ này rất chi là bự luôn đấy các bạn. Nhìn thấy chưa? Wow, bây giờ mình sẽ cho em nó vào túi đó các bạn ạ. Wow, sướng sướng rồi các bạn ạ. Này có hai em rất chi là bự rồi. Này này có chất tanh để cắt cơn này các bạn ạ. Chỗ này có một cái đây không biết có dính không các nữa các bạn ạ. Wow, cái này sập mà đây các bạn ơi, cái này sập mà nó kéo xuống phía tần phía bên này mà không dính các bạn. Wow, dính mỗi cái đuôi lại đấy các bạn thấy chưa. Bây giờ mình đi tiếp lên phía bên trên này nữa nhé. Đây cái này chỗ này đẹp như thế này mà không dính các bạn ạ. Chỗ này có dấu nó ăn rất chi là mới mà không dính, không ăn thua đây. Một cái cuối cùng ở đây cũng không dính luôn. Các bạn ơi, hôm nay mình đi đặt bẫy ấy, dính được mấy em này nhá, có hai em rất chi là bự luôn các bạn ạ. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ đi về đây nhá các bạn. Về đến nhà mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cùng xem nhá. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi về đó các bạn. Được các bạn ơi, bây giờ mình đã về đến nhà rồi. Bây giờ mình sẽ quay thành quả của mình cho các bạn cùng xem nhé. Đây các bạn, một em này đang còn sống luôn nhé các bạn nhé. Đấy, để các bạn nhìn thấy em nó hung chưa. Một em này cũng rất chi là to luôn đấy các bạn.
Loại đậu hai em rất chi là bự luôn các bạn ạ. Đây ở trong này còn hai em nữa các bạn. Hôm nay mình đi đặt nhưng mà không ăn thua đâu các bạn ạ. Sập mấy cái mà không dính. Đây nhá các bạn nhá. Còn một em ở phía bên trong này nữa. Đây các bạn. Hôm nay mình dính được 4 em. 2 em bé còn 2 em rất chi là to luôn đấy các bạn. Thấy chưa? Con này thì nó đang sống các bạn ạ. Rất chi là to luôn đấy. Bây giờ mình sẽ mang em nó đi sơ chế nhé các bạn nhé.